Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vị khách mời của Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, khi mà cứ nhắc đến bóng đá hay là những thông tin liên quan đến môn thể thao vua này thì có một vị khách mời quen thuộc, khách quen của Cà Phê Sáng. Ngày hôm nay xin giới thiệu nhà báo Trương Anh Ngọc.